Quyên Khang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến quý vị một cái cảm xúc với một người nghệ sĩ, một bà chị ruột của tôi, với một cái nickname rất là dễ thương, đó là chị Một Gạch Ngang. Quý vị đang thắc mắc là tại sao lại có cái nickname là chị Một Gạch Ngang đúng không ạ? Chốc lát nữa đây trong cái cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị về cái nickname mới ra đời này. Có lẽ là sau Tết thì tất cả nghệ sĩ của chúng tôi cũng đã chuẩn bị quay trở lại sân khấu với rất nhiều cái kế hoạch âm nhạc của mình. Và trong số đó thì cái sản phẩm âm nhạc đó là Tự Tình Quê Hương đã được khán giả chào đón sau rất là nhiều số. Nhưng đang yên, đang lành thì tự nhiên chị Covid xuất hiện làm khiến bao nhiêu hoạt động của chúng tôi tạm ngưng, đình trệ. Nghệ sĩ nhớ khán giả quá, biết làm sao. Chúng tôi đã đầu tư rất là nhiều thứ để có thể kết nối với khán giả, nhưng không thể nào lên sóng được. Thế là bà chị ruột của em đã chuyển qua phương pháp trồng trọt để mà mang đến những thửa rau tươi xanh. Lên thăm cái mấy cái chậu rau của mình nè, đây trồng rồi mà giờ không biết rau gì luôn. Nó lên được gì cũng mừng lắm mà. Hình như cái này như cái là cải rổ. Cái này là hình như là cải bẹ xanh với cải dúng hay xà lách xăng gì không biết nữa. Cái này cải con nè. Đó. Ở đây là mới mua cây đậu bắp nè. Định trồng mà không biết có được hay không nè. Trồng cây đậu bắp nè. Mới được có 2 ngày thôi. Nhiều khi muốn cũng muốn thêm chia sẻ mấy cái công việc của mình á. Trời, bắt nói cho quý vị nghe nha, là mới tập tành thôi. Ly phải dùng từ là người nông dân tập sự người làm vườn tập sự như vậy á, mà trên mạng chỉ làm cái gì cũng làm hết trơn á, làm tất cả mọi cái, chẳng hạn như là làm phân này phân nọ, ủ cái này ủ cái kia, làm tất cả. Bữa nào giới thiệu cho quý vị xem, không biết nó ra cái gì, không biết làm được cái gì, nhưng mà nói chung là quá trời luôn, làm cái gì cũng làm hết á. Bà trồng sao mà nó ảnh hưởng quá, làn da của chị đã đen sau khi mà trồng trọt, nhưng dưỡng thương một thời gian đã quay trở lại để tái xuất đêm nay rạng ngời và tươi tắn hơn. Hôm nay chị sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc mang đậm âm hưởng bolero và cùng với âm hưởng dân ca hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chào đón quý vị đang cùng đến với tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay. Có lẽ là quý vị đã thấy được lý do vì sao mà chúng tôi mang đến một cái không gian ấm cúng như một phòng trà. Bởi vì nghe nhạc là phải thưởng thức, nghe nhạc là phải thả hồn vào trong đó. Và cũng xin được cảm ơn ban nhạc rất là tuyệt vời đã đồng hành cùng với đêm nhạc ngày hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi bước vào miền miên man của những ký ức ngày xưa và cùng dành một tràng pháo tay cho phần biểu diễn ngay sau đây, nữ nghệ sĩ, ca sĩ Cẩm Ly.